Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định về diễn biến thời tiết trong tháng giáp Tết nhân dần 2022 ở các vùng miền trên cả nước. Trong tháng 1 năm 2022, tháng giáp Tết nguyên đán, không khí lạnh tiếp tục duy trì ở miền Bắc. Tuy nhiên, những ngày cuối tháng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Theo đó, trong 10 ngày đầu tháng 1, hiện tượng MGO ít tác động tới thời tiết khu vực phía Nam. Trong tháng, các đợt không khí lạnh tiếp tục hoạt động, tuy nhiên cường độ và tần suất không mạnh như thời kỳ này hàng năm. Khoảng nửa cuối tháng, khả năng dạnh áp thấp kết hợp với hoạt động của không khí lạnh gây mưa mưa rào tập trung tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với thời kỳ nửa đầu tháng. Vào nửa đầu tháng, khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa mưa rào sau mưa giảm dần, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa ngày nắng, vùng ven biển Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.